Nhanh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế giới trong tầm tay ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì anh Thắng đang dẫn dắt anh cũng như là khán giả đi tới một địa điểm thực sự là rất nổi tiếng ở Mỹ. Và nếu như mà ai mà ở Mỹ rồi thì cũng nên tới một lần, đó là cái Mountain Rushmore ở miền ở bên giữa của nước Mỹ. Thì trong phần 1 anh Thắng kể sơ sơ qua rất là nhiều về đó rồi, nhưng mà có muốn vị tổng thống đó mình có thể nói thêm về cái tượng của bốn người đó không nữa? Thành ra cho để quý vị nhìn qua những cái hình ảnh của bốn vị tổng thống mà in trên cái Trên nền núi. nền trên núi đó, thì cái vị tổng thống bên phía bên tay trái đó, chúng ta thấy hình ảnh đó và chúng ta nhìn trên một cái đồng đô la để có cái hình ảnh của vị tổng thống đó. Đó là tổng thống Washington, George Washington, Bây tức giờ là coi như đại khái đó là một cái vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. có nghĩa là nằm bên bây giờ hiện tại giống như là cái núi đang trước mặt như anh, thì vị tổng thống này Nằm nằm tay bên trái trái ngoài cùng, ngoài đó cùng là và George đầu có vẻ hơi hơi hói một tí đó. Đó Washington. đó chính là tổng thống Washington, Là George Washington, tổng thống đầu tiên đầu của tướng Mỹ. đầu tiên. Ông cũng là người có công lao rất là nhiều trong việc và giành độc lập cho đất nước Mỹ, và đó là một cái vị ông vừa là vị tướng vừa được bầu làm tổng thống. Và chúng ta thấy đây là một trong những vị tổng thống gọi là khai quốc của đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và đó là cái công lao đầu tiên của ông. Vậy thì còn người thứ hai Người thứ là hai ai? ngay bên cạnh của ông Washington đó, thì chúng ta nhìn thấy một khuôn mặt trông có vẻ lãng tử, trông có vẻ cũng phúc hậu lắm, nhưng mà đó là một trong những người vị tổng thống mà tôi rất là ngưỡng mộ. Đó là vị tổng thống Thomas Jefferson. Ông là vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, Thứ ba thứ ba, tại vì vị tổng thống thứ hai là John Adams. Thành ra ông là vị tổng thống thứ ba, nhưng mà cái công lao của ông không phải là ông là tổng thống thứ ba, mà ông là người đã soạn thảo ra cái gọi là tuyên ngôn độc Độc lập. lập của nước Ông Mỹ. đã viết và soạn thảo trong mấy năm trời để cái ngày mà đã được đưa ra trình trước Quốc hội và đã được chấp thuận để bản tuyên ngôn độc lập và khai sinh ra đất nước Hoa Kỳ. Và cái ngày cái bản hiến pháp đó cho đến bây giờ vẫn còn được sử dụng rất là rộng rãi, và tất cả những tu chính án amendment đều phải dựa theo cái bản hiến pháp của cái tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ để mà thay đổi bất cứ một cái amendment nào. Và nhìn thấy một cái người cách đây mà hai từ năm 1792 hay 82 gì đó trước đó, thì chúng ta thấy viết một cái bản tuyên ngôn cho đến mấy trăm năm sau vẫn còn phải dựa theo cái bản hiến pháp để mà làm cho đất nước Hoa Kỳ trở thành một cái cường quốc trên thế giới. Thì cái bản hiến pháp nó của một con người như vậy quá ư là vĩ đại. Đó là Tổng thống Thomas Jefferson. Và đó là một người quá trẻ khi mà viết cái bản đó. Ông đã viết cái bản đó trong lúc ông 29 tuổi, và lúc được trình bày và được chấp thuận lúc 33 tuổi. Vậy thì người đứng thứ ba, cái gương mặt thứ ba mà kế bên Tổng thống Thomas Jefferson là ai, anh Thắng? Đó là ông Roosevelt. Đây là vị tổng thống rất là nổi tiếng trong cái lịch sử của đầu thế kỷ thứ 20. Ông là người có công lao đã giúp cho cái cuộc chiến tranh Nga với Nhật đó. Không biết Nhất anh có nhớ là trong cái đầu thế kỷ thứ 20, cái trận hải chiến giữa Nga và Nhật đã xảy ra, và dĩ nhiên Nga đã thất bại, đã thua Nhật, và Nhật tuy thắng nhưng mà đã phải nhờ đến Tổng thống Roosevelt của Hoa Kỳ đứng ra để mà hòa giải giữa hai bên. Và ông là người vị tổng thống đã nhận được cái giải Nobel hòa bình nhờ cái công sức đó. Thế tuy nhiên thì ông lại có một cái là vị tổng thống rất là nổi tiếng, là ông là một nhà, tôi cho là ông là rất là thông thái, thì ông được tìm hiểu, ông có rất là nhiều bằng cấp, và ông là một người có rất là nhiều nghị lực. Đó. Ông đã từng làm phó tổng thống, và ông là một người khi lên làm tổng thống ông rất là trẻ, ông mới có 42 tuổi thôi. Thành ra chúng ta thấy đây là một vị tổng thống khi mà đã được chọn để đưa vào cái hình ảnh một trong bốn vị tổng thống ở trên cái núi Mountain Rushmore đó, là dĩ nhiên ông không phải là người bình, là người tầm thường nữa. Vậy thì người cuối cùng trong bốn người ở trên cái Mountain Rushmore đó là ai, anh Thắng? Nhất anh đoán là ai? Nhanh không biết, tại vì bây giờ mình không có thấy được, cái nhanh chỉ đoán thôi. Đó có phải là Abraham Lincoln không, anh Thắng? Đúng. Abraham Lincoln là vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, và ông là một người chủ trương là giải phóng nô lệ. Và chúng ta biết thì trong cái thời đại, trong cái thời điểm của ông đó, đã xảy ra cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ, Civil War, và đó là một cái vết nhơ trong cái lịch sử của Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời nó cũng có những cái nét đặc biệt mà tôi nghĩ rằng trong một cái nội chiến đó, chưa có một đất nước nào mà lạ lùng như đất nước Hoa Kỳ. Tại vì nếu quý vị có dịp đi lên Washington DC đó, chúng ta có thể đi những con đường phố, chúng ta thấy thì hai vị tướng lãnh rất là nổi tiếng trong cái cuộc Civil War của Hoa Kỳ. Bắc quân là của tướng Grant và Nam quân là của tướng Robert Lee. Và nếu chúng ta có dịp đến với Washington DC, chúng ta đi vào những con đường, chúng ta thấy có con đường tên là Robert Lee
tên của vị tướng lãnh đã từng chỉ huy Nam quân. Mặc dù ông thất bại, nhưng bây giờ ngay tại thủ đô của Hoa Kỳ, người ta vẫn dùng tên ông để đặt tên cho những con đường. Và đó là một trong những vị tướng rất là tài giỏi. Thất bại chưa có luận anh hùng được. Yeah. Thành ra Robert Lee là một trong những vị tướng mà ngay cả Bắc quân họ cũng ngưỡng mộ lắm. Yeah. Thế tuy nhiên thì cái đó là câu chuyện lịch sử của Hoa Kỳ thôi. Còn bây giờ chúng ta nhìn lên trên đó thì đó, tôi thấy là Tổng thống Abraham Lincoln là vị Tổng thống thứ tư đã được đục khắc tại trên cái đỉnh núi của Mount Rushmore. Và bốn vị Tổng thống đó tạo ra một cái hình ảnh hết sức là vĩ đại. Và lúc nào mắt của các vị Tổng thống đó đều hướng về tương lai, làm như đang nhìn vào không gian, hướng về tương lai cho đất nước Hoa Kỳ. Và cái điều đó làm cho những du khách khi đến, nhất là du khách mà mình là người Hoa Kỳ hoặc là mình có cái quốc tịch Hoa Kỳ, mình đã sinh sống ở đây, mình cảm nhận được cái kiêu mang của đất nước Hoa Kỳ, thì mình cũng nhìn thấy những sự gọi là ngưỡng mộ với các vị Tổng thống đã có bỏ công sức để sống chết với cái đất nước này, yeah. để mà giành độc lập, để mà viết ra bản hiến chương độc lập, để mà tạo ra những cái National Park. Tại vì ông Roosevelt đó, ông là vị Tổng thống, đã ký cái sắc lệnh biến Yellowstone là cái gọi là National Park đầu tiên của nước Mỹ. Yeah. Và ông có, nếu cho chúng ta sẽ có dịp đi qua một cái khu vực khác, nếu chúng ta có cái monument đó, có một cái monument ta gọi là Devil Tower. Yeah. Thì ông đã ký xác lệnh đó là cái Devil Tower đó, thì nó trở thành một cái first national monument cho Hoa Kỳ. Yeah. Thành ra chúng ta thấy nó rất là đặc biệt trong cái khi chúng ta đến với cái Rushmore. Dạ, yeah. Nếu nghe anh Thắng kể thì nhanh mới hiểu rõ hơn được là cái tầm quan trọng của giống như là của những cái việc mà giống như anh Thắng mới kể là Tổng thống Roosevelt mà ký những cái National Park. Hiện tại bây giờ Mỹ là một trong những, có những cái National Park rất là đẹp đúng không anh Thắng? Dạ, yeah. Và đúng là như anh Thắng nói là nếu như mà mình tới cái Mount Rushmore thì mình sẽ cảm nhận được cái biểu tượng của đất nước Hoa Kỳ. Đúng vậy, yeah. Thành ra những cái đó thì chúng ta phải đến tận nơi xem tận mắt. Chúng ta không nghe được, chúng ta cũng không qua cái hình ảnh video, chúng tôi có quay video đẹp cơ mấy, nhưng mà sẽ không bằng những cặp mắt của chính quý vị mà thưởng thức những cái không gian vĩ đại của nó. Cái vĩ đại của nó cho mình cảm nhận được cả hai thứ trong người mình, cái không gian bên ngoài và cái không gian bên trong người mình. Yeah. Thì cái đó mới là cái quan trọng. Yeah. Vậy thì nếu mà du khách nào mà chưa có dịp đi ra nước ngoài thì thực sự là đi ở Mỹ là cũng đã có nhiều thứ để đi lắm rồi. Có rất nhiều cái để chúng ta đến để thưởng ngoạn. Yeah. Cảm ơn anh Thắng và nhanh hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau.